Những năm qua, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt được những kết quả khá tích cực. Năm 2021, dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn đạt trên 6%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước khoảng hơn 4 điểm phần trăm, đứng thứ hai trong 9 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc về tốc độ tăng trưởng. Theo cái quy định về thu hút đầu tư, thủ tục và thu hút đầu tư, rồi là thủ tục đầu tư là theo quy trình 14 đến 15 ngày. Nhưng mà tuy nhiên là hiện tại mà tỉnh cũng như là sở đang áp dụng theo cái cấp độ 3, cấp độ 4 thì tỉnh đấy, cũng như là sở về triển khai cái thủ tục hành chính giờ chỉ còn 2 ngày thôi. Đấy, do đó là cái tiến độ nó rất là đảm bảo đấy, và tạo điều kiện được cái thu hút các nhà đầu tư. Từng bước thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 90%, Điện Biên ngày càng tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn. Lũy kế đến nay đã có hơn 230 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn gần 36.000 tỷ đồng. Trong số đó có 11 dự án trồng macca, quy mô dự kiến hơn 85.000 ha. Chúng tôi thì là một trong những tập đoàn là cũng đầu tư rất nhiều lĩnh vực. Tôi cũng là nhà đầu tư được đi thực hiện ở nhiều tỉnh. Đến thời điểm này thì tôi phải khẳng định Điện Biên là một cái môi trường đầu tư khá là tốt. Một cái cấp phép đầu tư chúng tôi thực hiện từ lúc chúng tôi gửi hồ sơ cho đến lúc chúng tôi có cấp phép đầu tư trong vòng chưa đầy một tháng. Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ cũng là giải pháp để tỉnh Điện Biên thu hút đầu tư. Sau khi dự án mở rộng, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên được khởi công, thì các dự án giao thông động lực cũng đã được khởi động. Thì về cái đường cao tốc thì sẽ thực hiện đầu tư theo cái quy hoạch cao tốc Điện Biên Sơn La với tổng chiều dài khoảng 185 km, trong đó thì ở địa phận của tỉnh Điện Biên là khoảng 99 km với quy mô là 4 làn xe. Việc thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên thời gian gần đây đã tập trung vào các dự án mà địa phương có lợi thế so sánh và khả năng tiếp nhận vốn tốt là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch và hạ tầng đô thị. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn chỉnh, không chỉ giúp cho tỉnh Điện Biên thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn là động lực kết nối các vùng miền trong cả nước đến với Tây Bắc.